Hôm trước con sang nhà ông bà nội có vui không? Có. Nhưng mà mẹ ơi, hôm trước nhá, bà cứ như có chầm chầm ấy. Bà thở dài xong bà lắc đầu, bà nói là giống giống ở đâu nữa. Người lớn tuổi, mắt họ hơi kém, nên có nhiều thứ họ cần nhìn rõ hơn. Vâng ạ. Thế con sinh ra từ đâu ạ? Tất nhiên là từ bụng của mẹ. Rồi bác sĩ giúp mẹ đón con ra. Thế con sinh ra từ tình yêu à mẹ? Bố mẹ yêu nhau nên con bé đến à mẹ? Con sinh ra từ tình yêu. Thế ông nội nó sai rồi mẹ nhở? Hôm nọ nha, con nghe ông nói với ba là hai đứa đấy mắc ai để sống yêu thương cái gì? Có thể là ông nội nói đùa đấy. Mẹ yêu con này, bố yêu con này, cả nhà mình yêu thương nhau này, đúng không? Vâng ạ. Rồi. Nào. Đấy. Cái con này mặc bộ đồ này ấy, chỉ cần đổi kiểu tóc là tuyệt vời luôn. Ừ. Thôi, tôi đi thay đồ đây. Kìa. Hai đứa đâu? Ra ngắm mẹ Hạnh. Xinh mà. Ui, tính mẹ Hạnh đẹp thế. Cho mẹ Hạnh mặc đẹp để lên công ty biết đâu có chứng nào để ý hay sao nhỉ? Này, mày thôi ngay đi. Suốt ngày đòi tìm người yêu cho mẹ đấy. Thế á? Cháu tìm được chú đẹp cho mẹ mà mẹ còn mắng cháu nữa. Cái mẹ Hạnh này lại bỏ qua cơ hội hạnh phúc như vậy à? Đấy, mẹ thấy chưa? Con giúp mẹ bao nhiêu? Thế nào bây giờ? Ôi, con chả u sốt hết cả ruột rồi đây này. À, con mua bánh giò u thích đây này. U xin. Ôi, nhớ quá u ơi. Thôi nào, con u ra. Ừ, cho con ôm u một tí cho đỡ nhớ này. U gầy đi đúng không? Khổ. Ở trong chắc là không được múa kiếm luyện cơ. Người gầy tọp rồi đây này. Trương lắm. Thôi nào, nước mũi vào hết cả áo u đây này. Bây giờ yên nhá, để u giới thiệu anh. Anh nào? Ui. Ấy đấy á. Ấy gì? Vết thương lòng mà mãi còn mưng mủ ấy. Cái người mà mẹ 2 năm đi tù mà không một lần đến thăm ấy. Cái người mà tiền với quan hệ đầy nhưng mà không giờ chịu chạy trọt cho mẹ đúng không? Nó đây. Thằng con trai đẻ ra đã 4 cân 4 của U. Ăn như thường luồng ấy. Nhưng bây giờ lớn lại đẹp trai. Nó đang làm giám đốc đấy. Con đến để đón mẹ về nhà. 2 năm anh có ngó ngàng gì đến đâu. Bây giờ đến để làm gì?